mình không chơi vào bóng, mình chơi vào lửa được không? Trời, trời, xin mỗi đứa cầm một cây nhang, đứa nào nói sai là quăng cây nhang vô luôn. Bố, đây là chương trình cuối cùng của Thúy Ngân. Cuối cùng của Thúy Ngân. Cho cái tên đi. Anh chơi đồ người ta. Anh chơi ba lê với em. Anh chơi ba lê với em. Anh chơi ba lê với em. Không thấy cái gì luôn trời. Anh xoay như chỉ giùm em được không? Anh mà xoay giống Ngọc. Anh chơi với tôi. Anh chơi với tôi hai vòng đây cả. Anh đứng yên em xoay em được không? Không. Chắc đập đầu hồi nãy. Té đập đầu một lần. Đập đầu bị hại nhau hoài. Ớn chết rồi. Cho dạ 5 vòng được không? Tại vì mặt dạ xanh quá. Hồi nãy lượt đầu tiên dạ vừa mò là dạ úp cái mặt vô trong. Dạ 5 vòng. Mọi người cứ 10 vòng đi, nhưng mà cho okay, tại vì okay. Chị dạ cũng lớn tuổi rồi, bốn mấy rồi. Bây giờ vậy, nếu dạ 5 vòng thì hai người còn lại phải là gánh. Vậy thôi, cho dạ 10 vòng đi, cho dạ 10 vòng đi. Chứ bạn bè mà ai gánh cho nhau vậy? Ủa, ta nhận lượt thì em chia ra. Anh nè, nãy giờ nói chuyện mà nãy giờ anh có nhìn cho mặt em được không? Nãy giờ anh thấy là 3-4 đứa luôn rồi đó, chứ phải một đứa đâu. Dạ. Mò. Ấy. Đấu cho. Lấy lộn củ cà rốt. Trời ơi cái gì. Quay bút bắt áo luôn mà lấy lộn củ cà rốt. Chú muốn chú Hòa bên đó, chú gị hai cô đó xuống luôn. Hai cô đó thích chú lắm. Bây giờ đổi chú Vinh qua đây, chú Hòa bên đó chú gị một cái cho chết mặt. Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với 7 nụ cười. À, thưa quý vị thân mến, chúng ta đang đến vòng 2 và vòng này có một tên gọi là những cú xoay định mệnh. Wow. Chúng ta sẽ có những cặp đấu với nhau. Vâng. Chúng ta sẽ đấu 5 lần thì đội nào thắng nhiều hơn thì thắng. Đơn giản thôi, đội nó mới hiểm vào. Đứng vào đây, một cặp đấu với nhau. Trên lưng dĩ nhiên có một thông điệp, đó là một cái câu gì đó. Và chữ nó không được to như bình thường và nó không đúng vị trí. Nhiệm vụ của mình là sau khi đối thủ xoay một vòng, mình nhìn, mình đọc lên. Và bên kia cũng vậy, đội nào đọc trước thắng. Anh nói với Thúy Ngân đơn giản vậy thôi. Ngân bị cận không có thấy được. Ok. Ôi hên quá, em chết rồi. Thấy rõ không? Em thấy rõ lắm. Rồi, và rồi, chữ rồi. Nhỏ lắm. Em bị cận á. Bây giờ cặp đầu tiên sẽ là Trương Thế Vinh và Lê Huỳnh Thúy Ngân đến từ Cai Lậy. Đề nghị hai đội không có bách lẻo. Mắt em bị cận, anh biết. Ai mà nhát thì cứ đợi nó thua liền. Anh đứng gần gần một chút. Mắt anh như cứu vọ vậy đó. Thôi. Cứu đầu anh bây giờ như cứu vọ. Ủa gì vậy anh Luật? Cái gì? Ủa anh Luật? Không sao, Luật mà nhát thì đợi lập tức thua. Đúng rồi. Làm sao biết được anh Luật, anh văn manh lắm. Không nhát được đâu. Trời, anh nói thiệt với em. Trời, thái độ em cũng bảo kê lắm. Thái độ em cũng bảo kê lắm luôn á. Anh thấy không? Anh thấy rồi đó. Kệ. Trời, anh nói thiệt luôn, cái thái độ của em. Thái độ của em. Đó, anh thấy không? Quá tuyệt vời. 1, 2, 3. Thắng, muốn xoay trước hay xoay sau? Nhìn trước. Lúc nào cũng quay cũng được đúng không? Chưa, quay chứ. Không, chương trình của khó lắm. Thúy Ngân. Chưa chính xác, nó lượt này. Đâu, hoài khi nào mình có được thôi. Hoài khi nào mình có được thôi. Đó kìa. Trời ơi, anh sao cái chữ anh là mãi đỉnh gì đó. Mãi đỉnh. Chưa chính xác. Anh Vinh mãi đỉnh. Chết chắc rồi. Thôi quay nhanh lên. Anh nhìn cái gì dữ vậy? Nhìn cái chữ gì Vinh gì? Dạ trời ơi, kiểu cách đó kìa. Trời ơi, bắn hồi kìa. Đừng có nhìn những chiếc từ ở trong cái miệng của em. Trung đội mà. Trung đội thì phải đứng sau Vinh chứ đứng trước đây. Mọi người chơi từng. Chưa có gì đi mà quay lại mà hỏi tôi chi vậy.
Trời ơi, thông minh chút xíu đẹp trai. Em đoán chưa? Nói gì mà nhiều quá vậy? Không chính xác. Tới lượt em xoay cho người ta đoán. Em không nhắc. Khó lắm, chữ nó nhiều lắm. Nhiều làm sao thì bằng chữ bên này. Thấy chữ thúi gì á. Ai chữ thúi rồi. Bây giờ sẽ xoay hai vòng một lúc. Vinh xoay hai vòng đi nào. Liên tục nha, không dừng nè. Bảy nụ mãi bên nhau nhé. Bảy nụ mãi bên nhau nhé. Chính xác. Yeah. Thạch tiếp theo lại. Vô. Mà em đánh luật à. Bây giờ mình không chơi vào bóng, mình chơi vào lửa được không? Rồi chơi xin mỗi lên đứa cầm một cây nhang, đứa nào nói sai là quăng cây nhang vô luôn. Tôi muốn đây là chương trình cuối cùng của Thúy Ngân. Cuối cùng của Thúy Ngân. Ủa gì chơi cái tên đi đâu mà. Ủa anh chơi đậu người ta mà. Rồi, quá tôi xì ạ. Ngọc ra cái gì, nghĩa ra cái khác. 3, 2, 1. 2, 1. Ủa anh xem gì vậy? Quyết định. Xoay, xoay, xoay. Trời ơi. Trời ơi trời, trời ơi trời. Anh giỡn với dân ba lê à? Anh đoán đi. Không thấy, không thấy. Rồi, cái lần lượt. Em đỡ anh cho, anh quay hết mức cho em. Anh quay cắm đầu cho em luôn. Đúng rồi. Từ từ, trời, anh dân nhảy mà em nói gì vậy? Anh nhảy gì? Nhảy dù à? Nhảy ba bố, chứ đi bộ đội mà. Thế phải vô thế chân đàng hoàng. Té cái tao cười nè. Tiến luật. Đi. Trời ơi, chữ bên đó muốn sản luôn á. Ừ, sao nhiều dữ vậy? Bắt đầu từ lượt này hay giờ. Anh làm gì bé Ngọc sợ, sao bé Ngọc chơi được? Chưa, thôi cái vòng rưỡi à. Thôi đi tiếp tục nè. Không. Không, có quay một lúc này. Quay vòng, quay lại từ đâu? Không, đúng rồi, được, được. Còn nãy Vinh làm được thường mà. Tại một, hai đó. Tại một, hai đó. Tại một, ai đó, không thấy gì đâu. Không thấy cái gì luôn á trời. Đó, vậy. Anh xoay như chỉ giùm em được không? Anh mà xoay giống Ngọc anh thôi. Anh chơi với tôi, anh chơi với tôi hai vòng đây cả. Anh đứng yên em xoay anh được không? Không. Sao đập đầu hồi nãy té đập đầu một lần. Đồng đội bị hại nhau hoài. Hơn chết rồi. Quay xe à. Quay xe luật ơi. Chưa chính xác. Không. Không thấy được luật thì tôi ngộ thấy vậy trời. Thật lòng á, tôi mà không đập thì tôi không biết luôn á. Khó lắm. Tôi đập được không? Không đập thì bỏ qua mình xoay luôn. Đúng. Anh nhắm mà anh xoay không nổi, anh đưa cái lưng cho chị coi luôn giùm em. Nếu dùng thế mà dùng sức. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Hay quá. Lần cuối cùng nè, trước khi quay ba vòng. Quay xe. Đi. Luật ơi. Không chính xác. Tạm chứ luật ơi. Ba vòng. Ngọc khó lắm, khó lắm. Anh chơi ba lê với em hả? Anh chơi ba lê với em, anh chơi ba lê với em hả? Nọc, nọc. Là được nghe nhắc, chứ cũng không đoán được đâu. Chơi đi. Anh tiến luật. Chơi đi. Anh tiến luật. Quay xe đi. Anh tiến luật ơi. Chính xác. Nó nói từ nãy giờ. Tỷ số hiện tại là 1 đều. Cặp tiếp theo. Em không tin được đến một ngày chị em mình tương tàn. Không có đâu, có tàn gì đâu cưng. Tôi thua quay 3 vòng, người thắng quay 1 vòng. Vòng. Chơi. Chơi. Rồi 3-1 nha. Mà tôi xì. 1-2. Vô. Thắng. Rồi. Ê. Xe nhau. Xe
gặp nhau gì đó. Chưa quay mà. Chưa quay mà. Lợi thế, sẽ gặp nhau gì đó là lợi thế rồi. Đúng rồi. Ba vòng, vô. Quay đi. Hey. Sẽ gặp lại. Cụ ba chữ rồi, mất có vòng ba chữ. Sẽ gặp ba vòng. Quy định là ba vòng liên tiếp, mà em quay một vòng dừng lại. Cái đó bỏ, quay lại từ đầu. Trời ơi, rồi thôi, xong phim. Đúng rồi. Chưa. Tức là vẫn chưa đủ 3 vòng, quay lại từ đầu nha. Bây giờ từ sau sau với em này em sẽ bị rối loạn tiền bạc. Anh lật. Quay chậm thôi bé. 3, 2, 1. Cho ông đi luôn đi. 2, 3. Hết 3 giờ. Sẽ gặp lại nhau khi hoa nở à? Chính xác. Rất đơn giản, sẽ gặp lại nhau khi hoa nở. Trời ơi, mắc quá vợ. Thôi, nhìn thấy rõ rồi giỏi luôn á. Mắt chị bây giờ là 11/12. Nani? Dạ, cứu vợ. Sao chị có thể thấy được? Em thấy nhiều chữ lắm á. Nhưng mà tại em quay chậm á. Em bị quay chậm em cũng bị hư 2 vòng. Ủa, em thấy chậm nhanh lắm mà ta, chung lúc em quay. Em quay lại em phải như vậy. Em phải lướt thắng lên. Hai một nguyên về áo xanh đào gì không biết nữa. Rồi cặp tiếp theo em chơi tiếp luôn bên này sao? Dạ thì em chơi tiếp luôn hả? Dạ cho thua chơi hoài vậy. Tôi thấy hơi cho bé phục thù đi anh, phục thù đi tụi nghe. Ok cho thúy ngân cho anh bé phục thù. Tôi muốn đây là chương trình cuối cùng của thúy ngân. Ủa gì vậy? Sao anh muốn kiếm chuyện gì với em lắm mình phong trong đầu anh. Giờ có thách đối gì không? Khách dạ không. Bên này không chơi. Trời khách mời gì mà nhát vậy cưng. Quả tôi chơi bình thường. 3, 2, 1. Ủa sao lúc này nó thấy chưa? Em mà bây giờ thách không? Thách dạ. Thì tôi dạ sẽ lại. Dạ không thách. Mời chị. Quay mày một vòng. Quay một vòng. Em không. Không thấy. Em nhớ hai chữ đó. Em không. Em không, tôi không thấy luôn á thiệt á. Trời ơi sao trời. Rất mời. Khó nha. Chỉ có thuyền mới hiểu. Thuyền mênh mông dường nào. Không sai, chúng ta sai. Wow, hay quá vậy. Wow, chính xác. Wow, trời ơi. Mắt em 10/10. Người game trước, game sau người cười. Đây, chúng ta hãy nhìn đây. Chữ của Vân đó chính là cô gái cay lậy sao mà đẹp vậy. Là cái chữ dành cho Thúy Ngân đó mà đưa rồi, luôn. Đúng là cô gái cay lậy sao mà làm bậy. Như vậy là tỷ số hiện tại là 2-2. Đây là lượt cuối cùng quyết định chiến thắng. Anh Luật. Không. Chị Ngân, đừng chơi. Em. Để em. Giờ có thách đấu không? Nếu người bị thua thách đấu, người đó phải xoay mà hai tay phải giữ phía sau giống như thế này. Cái người thắng thì không xoay. Mấy vòng là sau đó tính sau. Em thách à? Một vòng thôi. Một mà vòng bà thôi. Có thấy đường không? Thách luôn. Thì mình phải chơi cho tới. Mà một vòng là hết. Khi nào hết một vòng mới hết cái đó nha. Đúng rồi. Rồi, đồng ý không? Đồng ý. 3, 2, 1. 2, 1. Rồi, bỏ tay phía sau. Bỏ tay phía sau đi ạ. Nắm chặt phía sau. 2, 3, xoay. No. Chị ông nâu, chị bay đi đâu? Sai. Nhanh lên. Yeah. Bậy. Coi lần nữa cho rõ ràng. Cái gì? Chị dạ. Dạ gì? Tôi đề nghị, tôi thi được không? Do bên này thì thua chắc rồi. Ồ, gần ra rồi đó. Chị ông nâu, chị bay đi đâu? Chưa chính xác. Một 8 chữ rồi. Mình nói rồi. Ai nói 8 chữ? 8 chữ. 8 chữ. Tôi nhắc luôn đó, 8 chữ. Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào. Trời ơi thôi tới mà. Tới lượt lại say mà. Trời ơi thôi tới mà. Tới lượt lại say mà. Rồi sao thấy?
Bà bay hoài ở đâu mà bay bên kia bay rồi bà lấy bay đi lại, em coi trong cái này trời ơi cái này nó nhỏ chiêu con mắt không tao giờ mới đi coi trong cái này bà cận nữa em đoán đoán chị bay đi lên mây bay đi lên mây chị bay đi lên mây chị bay không đi lên mây chị đâu phải em đâu mà bay lên mây để đây bây giờ hai ba say ồ dẹp chị ông nâu bay đi đâu chị ông nâu bay đi đâu chính xác à, hay quá. Thưa quý vị thân mến, đây là vòng đầu tiên của 7 nụ cười. Hey. 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 Đây là trò chơi vượt chướng ngại vật trồng cũ. À, với trò này thì Lan Ngọc rất là rành. Tại sao? Mỗi lần nhảy hay có cái nhịp ngừng lại đó em toàn bị rớt khúc giữa. Không sao, cái này rất thấp, rất dễ. Đây, hai đội chơi cùng một lúc và chúng ta sẽ chơi tiếp sức. Người đầu tiên xoay. Dòi dòi. Dòi dòi. Dòi dòi quy định 10 vòng và quy định là phải nhanh. Sau đó vừa 10 vòng xong chúng ta về đây tìm củ. Đội màu cam tìm củ cà rốt, đội màu xanh tìm củ cải. Sau đó chúng ta phi qua vượt chướng ngại vật về đích đến cuối cùng, cắm cái củ vào đó trồng cho nó lên cây ở hai cái vườn, cái vườn xanh xanh chúng ta chuẩn bị sẵn. Đi sao về vậy, sau khi về xong thì đập tay với đồng đội của mình và đồng đội của mình tiếp tục thực hiện như vậy. Chúng ta sẽ chơi hai hiệp, mỗi hiệp 2 phút, đội nào trồng nhiều củ hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Cái này bên đội kia có 2 người tiền đình. Với thể lực hiện tại của U40 bên này, hai đứa tôi cộng lại cũng gần 80 tuổi rồi. Mà xây 10 vòng, đề nghị ban tổ chức miễn giảm học phí cho hai đứa tôi được không? Không, đó là quy định. Người ta sao mình vậy thôi. 10 vòng mà quy định là phải quay nhanh nha. Anh đừng có lo, mình còn có con gái của mình mà. Được. 2 phút cho hiệp đầu tiên, chuẩn bị. Ê, lực cuối thấp xuống, tôi giống như Lan Ngọc. Trời ơi, không được. Có quyền công chân. Ủa, mình là trái gì quên rồi? Trái củ cải. 3, 2, 1, quay, đếm đi ạ. 1, 2, 3, 2, 4, tôi muốn 5 rồi đó. 7, 8, lực mới 7 thôi. Rồi, đi đi chị Ngọc. Môi rồi lực củ cải. Củ cải nha. Củ cải. Đúng rồi, cà rốt đi đi. Nhảy đi. Đúng rồi, hay quá Ngọc ơi. Hay quá lực ơi. Hay quá. Cắm. Rồi rồi, giờ chạy vô, quay. Rồi quay. Quay 1. Tập xuống. 3. 4. 5. 6. 7. Chưa. 8. Mời chạy thôi. Mời quay thôi. Quay xong rồi. Củ cải Hoa Hậu ơi. Củ cải. Đi. Anh Vinh ơi, vừa Hoa Hậu anh Vinh. Đây anh Vinh ơi. Thấp xuống. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vô, nhanh. Nhân ơi, trời ơi. Rồi, xong rồi. Bà gì bên tôi? Hey, mọi người ơi, có thể ngưng được không? Bà gì bên tôi ăn bổn luôn rồi. Bà trời ơi, trời ơi, dây ngân ơi. Bà gì bên tôi áo rồi mọi người ơi. Trời ơi, trời. Bà gì bên tôi đuối lắm rồi. Yeah, đây mình chị. Trời ơi, sao chơi cho thể lực vậy trời. Lên gì? Tôi có làm được không vậy? Không. Trời ơi, chị Dạ, lẹ chị Dạ ơi. Sao? Cô gái. Cô gái. Chết. Mời. Vô. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi.
hình này nó hay quá. Trời chết, chết thì dạ tôi rồi. Chết thì dạ tôi, chết thì dạ tôi. Chóng mặt quá. Ngon rồi, ngon rồi. Cắm lên mới được nha. Ủa đâu rồi? Một, hai, hai, ba, bảy, ngân tám, chín, đi chưa? Vô vô nhảy nhảy. Cố lên nhanh. Đó. Chú đếm không ơi. Một, hai. Anh nhanh nhảy nhanh thiệt chứ. Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, ai da, hai nút quá, ba, nó đó, từ 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 từ, năm, có em ra, có em lực lực chết chết chết, lực lực, chúng ta phải lực, em sắp ấm lên rồi, rồi, hai nút thắng, quay ngược lại nha, quay ngược lại nha, quay ngược lại, quay ngược lại, quay ngược lại, đúng rồi, không, dạ với một thôi nha, một, hai, cố lên. Lắc kêu, lắc kêu. Đây nó chết luôn rồi. Đồng đội bên tôi một đứa giằng túi rồi. Ban tổ chức ơi, em đánh lại cho anh lực được không ạ? Alo, anh lực. Không được rồi kìa, dạ ơi ráng dạ. Vô mò đi dạ, mò đại đi dạ, kệ dạ. Mò đi. Mười, hai, chín, bốn, bỏ đi Ngọc ơi. Tám, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ. Hay quá Ngọc ơi. Sao tự nhiên cô ba bên nào là chơi thể lực bên đó vậy? Bây giờ chúng ta chưa đếm vội, còn lượt tiếp theo chúng ta xong đếm luôn một lần. Lượt nữa đừng có cho quay được không, chứ dạ vừa móc mà cà rốt mà vừa ói vô luôn rồi. Cho dạ 5 vòng được không, tại vì mặt dạ xanh quá. Hồi nãy lượt đầu tiên dạ vừa mò là dạ úp cái mặt vô trong đó luôn rồi. Dạ 5 vòng. Mọi người cứ 10 vòng đi, nhưng mà cho okay, tại vì okay. Chị dạ cũng lớn tuổi rồi, bốn mấy rồi. Bây giờ vậy, nếu dạ 5 vòng thì hai người còn lại phải là gánh. Vậy thôi, cho dạ 10 vòng đi, cho dạ 10 vòng đi. Chứ bạn bè mà ai gánh cho nhau vậy? Ủa, sao vậy anh lượng thì anh chia ra. Anh nè, nãy giờ nói chuyện mà nãy giờ anh có nhìn vô mặt em được không? Nãy giờ anh thấy là 3-4 đứa luôn rồi đó, chứ không phải một đứa bây đâu. Anh là 12, bé Vi là 13. Thì vẫn phải em ơi. Đúng thôi. Rồi, anh gánh được, anh luyến thắng quá thôi, mà. Thôi, thôi, vậy thôi, coi như là đội anh hả xin thua đi. Đúng, không. Không. Chờ tí là vì bé Vi mình không thua được. Lâu lâu con mới tới. Không sao. Còn không thì dạ 5 vòng, Vi 15 vòng, Luật 10 vòng. Vi là khách mời, để tôi 12, Vi 13. Sao anh không 13? Tại sao anh không 13? Bên kia là ai? Tôi 13, tại bé Ngọc nãy chia làm bậy. Tôi 13, Vi 12. Một hồi có chuyện gì là mấy bạn chịu nha. Có chuyện gì là mấy bạn chịu nha. Vi đồng ý không? Dạ được. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bây giờ đổi vị trí đi ai đầu tiên? Vi ơi, con đầu tiên đi Vi. Mười mấy ta? Mười hai đúng không? Con quay mười... Mười hai. Mười tám, mười chín vòng đi. Mười tám, mười chín vòng đi. Chú với lại gì? Dạ, con quay mỗi người 5 vòng thôi. Con 12 vòng thôi. Nhưng rồi. Mà con phải đụng cái tay vô cái nền. Là sao? Là đụng. Cái tay con nè. Nè, con vậy nè. Nè, nè nè. Vậy mới đúng nè nghe. Đâu, cố xuống tay nào. Trời, con cũng bị tiền đình luôn nè. Đúng không? Thấy không? Con giấu chú. 3, 2, 1, go. Trời ơi, đội bên này toàn là dân gì không? Ba, đội bên này quay nhanh hơn nè. 5 nè. Mày nhanh hơn mà. 7, 7 8, 9, 10, 11, 12. Đủ rồi đó. Rồi, đi đi con. Đó, đúng rồi con. Đúng rồi con, trời ơi. Khỏi gấm luôn, để đi con. Rồi, chạy về. Đây chú, đây chú. Đó. Ơi, đổi cho em thục đầu được không? Khỏi mít luôn anh. 4 5 7 6 5 7 8 9 10 11 12 13. Cái tay đúng rồi đó chị. Bảy luôn. Hay quá. Đổi em quá à. Được không em nhiều về lật coi lật. 1. Dạ tới em. 2. Dạ 3. Em đổi thành thục thì vòng nha con.
không? Em ói thiệt đó. Thôi đã chịu. Thôi thì làm chậm thôi. Thôi làm thiệt chậm thôi. Chín. Mười. Đây 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 đây. Hai. Đúng rồi. Ba. Nam bé ơi, chỉ cô bé ơi, chúng tôi chưa bước đi nhanh, đừng rồi bỏ mất trái tim anh. Trời, đủ rồi. Chết rồi. À, cái đó của cà rốt, cái đó của cà rốt. Cái đó của cà rốt thẳng quá rồi. Bảy, tám, chín, mười. Đây. Dỗ. Hai, ba, bốn. Mấy rồi? 7 2 3 Em nhẹ 4 5 4 5 5 5 5 6 11 7 Đủ chưa? Thôi ông chú có chừng bị đánh xong nha ông chú. Hội già nêu đơn giúp nhau lấy lộn cũng là rốt. Trời ơi cái gì quay cũng phải ối luôn mà lấy lộn cũng là rốt. Chú gõ con chưa? 8 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ. Không đội mình thua mà mình chơi cũng cố gắng. Chơi nãy giờ cũng xỉu luôn á. Mấy kỹ vậy? Mệt quá, chóng mặt quá. Nhưng mà chứng tỏ là tiền đình tôi lên đô lắm á. Lên đô lắm á. Ừ, quay. Em thấy anh Luật với Dạ chơi á. Con thấy sao? Giống như trò chơi vượt lên chính mình. Mệt. Bị già nêu đơn. Bị tiền đình luôn. Không bị tiền đình hả? Con không bị tiền đình mà con. Con thấy cái chị Dạ với chú Luật là con bị tiền đình theo luôn. Vậy là chú với gì lây cho con hả? Tại sao con không kể cái lúc mà chú Huy gần chết mà con đưa lộn cho chú cũng tại sao đó? Con không kể là cái lúc chú quay chú mắc ói gần chết con đưa cho chú cái gì chú cầm chú chạy cái đó. Chú chạy mà gì con ngồi kế bên diều chú lên tới đích rồi chú móc ra nguyên củ cà rốt, củ cải trắng với củ cà rốt mà con không phân biệt được là thì Huy ơi, đây là củ cà rốt của Tiến Luật, không tính điểm. Chúng ta sẽ tính 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Wow, cũng nhiều quá chứ. Hai hiệp chơi được 11 củ. Nhiều hả? Đội màu cam. Chú 1 bạo quá. 2 Khoan bạn ơi, bạn để ý kỹ giùm coi có lấy lộn củ cải trắng không bạn. 3 13 14 cũng nhiều quá chứ. Có 14 trái à. 14 củ không lộn củ nào. À nếu mình không lộn là mình 12 là mình xuống số 2 rồi. Có một củ của Hoa Hậu đưa đó. Cái gì vậy ta? À, mình cũng dữ dằn lắm. Dữ dội lắm á. Chắc anh Giang anh ăn mất. Anh ăn cặn đúng không? Em ăn không? Em ăn nè. Lên ăn nè. Trời vậy mà cũng có thể nghĩ ra được luôn á. Không hề có. Thưa quý vị, vòng đầu tiên đội màu cam chiến thắng 1-0. Vậy là mình phải đã là do màu áo đâu, do con người. Dạ ơi, do người nào ạ? Chắc là do anh.
Chú, hồi nãy chú kêu con chọn màu áo màu xanh là không thua. Không, cái sai của em không phải do chọn màu áo mà em chọn anh Luật á. Mà em chọn anh Luật á. Nãy kêu đổi anh Vinh đi không chị? Chú Trình giờ cho đổi cô đổi không? Con muốn đổi con đổi đi, tại vì chú cũng không có thích hai cô kia. Chú muốn chú qua bên đó, chú ghi hai cô đó xuống luôn. Hai cô đó thích chú lắm. Bây giờ đổi chú Vinh qua đây, chú qua bên đó chú ghi một cái cho chết luôn. Đổi bên đó đang thua à? Em đứng bên đây. Dìu chú lên đi con. Không cần dìu, để chú đứng được. Dạ cả. Cái đó là lôi rồi con à. Sao Vi có muốn đổi đội không? Dạ không ạ. Tại sao không? Đổi tình đi. Cảm là trên hết hả chú? Tình cảm là trên hết, nhưng khi vô hình phạt rồi con không được trách chú nữa rồi nha. Thì con cho chú. Con cho chú bị hết luôn hả? Dạ. Thì tình cảm với con, tình cảm với chú thì chú cũng phải chịu cho con chứ. Đúng rồi. Như vậy là vòng đầu tiên đội màu cam rất đơn giản, chiến thắng nhẹ nhàng. Đội màu xanh sất bất sân bang không còn dùng máu. Thế thì ở vòng 2 họ sẽ chiến đấu như thế nào? Bây giờ là vòng 2 của 7 nụ cười xuân. Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí VION.